Nhà lover đang đi bộ từ ngoài đường rất là xa để đi vào bản lăng ở Mai Châu trong một ngày nghỉ ngắn, mình chỉ đi một ngày thôi, buổi sáng đi và buổi chiều sẽ về Hà Nội. Mời các bạn cùng tham quan nhé. Nói gì đi. Chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày đầu năm mới nhỉ? Ngày 1 tháng 1 2019, hai vợ chồng nhà The Lover đã lên Mai Châu để vào thăm bạn mua thổ cẩm và về để mua các cái đồ thổ cẩm để trang trí decor cho The Lover đông đảo. Buổi sáng đầu năm khí hậu rất trong lành và phù hợp với một chuyến đi chơi xa bằng xe bus. Đến Mai Châu cũng vào bữa trưa nên nhà The Lover đã ăn cơm trưa ngay. Cơm lam gì nó lại màu nâu nhỉ? Đây cơm lam nếp. À đúng rồi, cơm lam nếp. Đồ ăn tươi, ngon, phong phú và khá là hấp dẫn. Bao gồm các món rau, thịt nướng, trứng. Đây là những món của địa phương. Rau bí rất là ngon. Đây là măng xà bò, cũng là món rất là ngon ở Mai Châu. Nhưng mà ở đây thì các bạn nên ăn thử món này. Đây là món thịt nướng. Mũ xuống rồi. Mình sẽ chấm với thế này để ăn thịt nướng. Nếu như vào mùa này thì các bạn có thể dùng một chút rượu, uống một ly rượu, và nếu không uống bia thì rất là tuyệt vời. Sau khi ăn xong thì hai vợ chồng nhà mình đã đi lượn phố, ngắm một vài những cửa hàng bán quần áo thổ cẩm và đi chọn một ít nguyên vật liệu phụ liệu cho homestay của mình. Ở đây ngoài thổ cẩm thì người dân địa phương còn bán những vật dụng trong gia đình. Trong một dịp khác thì nhà The Lover sẽ giới thiệu cùng các bạn kỹ hơn.